Quyển 8 phần chánh văn và giảng giải kinh văn. A Nan, như vậy chúng sinh trong mỗi loài cũng đều đủ cả 12 thứ điên đảo, cũng như dụi con mắt thì các thứ hoa đốm phát sinh ra. Giảng giải: A Nan, như vậy chúng sinh trong mỗi 12 loài đã nói qua cũng đều đủ cả 12 thứ điên đảo. Tôi đã nói qua về các loại điên đảo, và mỗi loại đều có sự liên quan đến 12 loại điên đảo khác. Sự vọng niệm và tình trạng điên đảo đều khởi từ nhận thức sai lầm. Cũng như dụi con mắt thì các thứ hoa đốm phát sinh ra. Nếu quý vị ấn dụi đầu ngón tay lên mắt, quý vị sẽ thấy rất nhiều hoa đốm giả tạo chập chờn trước mắt. Nếu buông ra, các hình ảnh ấy biến mất. Chỉ vì quý vị bám trước theo vọng niệm điên đảo nên không vượt thoát khỏi vòng luân hồi của 12 loại chúng sinh. Nếu chúng ta đừng đuổi theo vọng niệm điên đảo, hãy quay trở lại với ánh sáng, với sự sáng nội tại và nhĩ căn để lắng nghe tự tánh. Vậy quý vị sẽ phá vỡ vô minh, mọi hư giả sẽ biến mất. Kinh văn: Điên đảo diệu viên chân tịnh minh tâm, cụ túc như tư, hư vọng loạn tưởng. Việt dịch: Chân tâm diệu viên trong sạch sáng suốt mà điên đảo thì đầy đủ những loạn tưởng giả dối như vậy. Giảng giải: Từ nhận thức sai lầm sinh ra điên đảo làm thành vọng niệm, trong tự tính như lai tạng vô minh nhóm khởi, từ căn bản chân tinh sinh ra sai lầm giả tạo, tâm thanh tịnh và trong sáng trở nên đầy rẫy những vọng tưởng không chân thật. Kinh văn: Nhữ kim tu chứng Phật Tam Ma Đà Bư Thị Bổn Nhân Nguyên Sở Loạn Tưởng Lập Tam Tiện Thứ Phương Đắc Trừ Diệt. Việt dịch: Này ông tu chứng Tam Ma Đà của Phật, vậy đối với tư tưởng cảm loạn là nguyên nhân cõi gốc của điên đảo, nên lập ra ba tiệm thứ mới diệt trừ được. Giảng giải: Này ông tu chứng Tam Ma Đà của Phật, vậy đối với tư tưởng cảm loạn là nguyên nhân cõi gốc của điên đảo, nên lập ra ba tiệm thứ. Ông phải lập ra ba loại tiệm thứ và lần lượt tu tập, vậy mới diệt trừ được mọi loạn tưởng. Kinh văn: Như tịnh khí trung, trừ khứ độc mật, dĩ trừ thang thủy, tinh tạp hồi hương, tiễn định kỳ khí, hậu chữ cam lồ. Việt dịch: Cũng như bình đựng trong sạch, trừ bỏ mật độc, dùng nước nóng và các chất cho, chất thơm rửa sạch bình, sau đó mới đựng cam lồ. Giảng giải: Cũng như bình đựng trong sạch, trừ bỏ mật độc, dùng nước nóng và các chất cho, chất thơm rửa sạch bình. Bình đựng trong sạch có nghĩa vật thể có căn bản trong sạch, tượng trưng tính của Như Lai Tạng vốn có trong tất cả chúng ta, không bao giờ diệt mất. Mật độc tượng trưng cho vô minh và phiền muộn của con người. Nước nóng biểu hiện Phật Pháp sẽ làm trong sạch chúng ta, rửa sạch là quay trở lại tự tánh của Như Lai Tạng, sau đó mới được cảm lộ, có thể là trí tuệ chân thật của chúng ta. Nó giúp chúng ta hướng đến đạo giác ngộ, nó còn tượng trưng nước cảm lộ. Kinh văn: Vân hà danh vi tam trùng tiệm thứ, nhất giả tu tập trừ kỳ trợ nhân, nhị giả chân tu khô kỳ tránh tánh, tam giả tam tiến, vi kỳ hiện nghiệp. Việt dịch: Thế nào gọi là ba loại tiệm thứ? Một là tu tập trừ các trợ nhân, hai là chân tu gột sạch chính tính, ba là tăng tiến trái lại hiện nghiệp. Giảng giải: Thế nào gọi là ba loại tiệm thứ? Một là tu tập trừ các trợ nhân, đấy là các nguyên nhân tạo tác nghiệp. Hai là chân tu gột sạch chính tính, tức dọn sạch những nghiệp chướng như tham sân si. Ba là tăng tiến trái lại hiện nghiệp. Tiến trình tu tập của con người là không còn tạo thêm nghiệp mới trong cuộc sống hiện tại. Kinh văn: Vân hà trợ nhân A Nan, như thị thế giới thập nhị loại sanh, bất năng tự toàn, y tứ, thực, trụ, sở vị đoạn thực, xúc thực, tư thực, thức thực. Thị cố Phật thuyết nhất thiết chúng sanh, gia y, thực trụ. Việt dịch: Thế nào là trợ nhân? A Nan, đấy là 12 loại chúng sinh trong thế giới không thể tự toàn, phải nương theo bốn cách ăn mà an trụ, nghĩa là nương theo đoạn thực, giác thực, tư thực và thức thực. Vậy nên Phật bảo tất cả chúng sinh đều nương vào cái ăn mà an trụ. Giảng giải: Thế nào là trợ nhân? Có những trợ nhân tạo nghiệp lành, có trợ nhân tạo nghiệp ác. Ở đây Đức Phật nói đến các nhân dẫn đến nghiệp xấu. A Nan, đấy là 12 loại chúng sinh trong thế giới như đã nói qua không thể tự toàn,
phải nương theo bốn cách ăn mà an trụ. Mọi người đều phải ăn để sinh tồn, nghĩa là nương theo đoạn thực, chia cắt thành từng miếng, từng phần để ăn. Đấy là cách ăn của chư thiên lục dục, của Atula, con người và súc sinh, súc thực, quỷ và thần ăn theo cách đụng chạm thức ăn, và lại ở cõi trời cũng dùng theo lối này. Tư thực, cách dùng tư duy thiền định để ẩm thực, đấy là cách chư thiên sắc giới. Và thức thực, lấy thức làm thức ăn, đấy là cách chúng vô sắc và chư thiên phi tưởng phi phi tưởng. Vậy nên Phật bảo tất cả chúng sinh đều nương vào cái ăn mà an trụ. Sau khi Phật thành đạo, một phá lối nhịn ăn tu khổ hạnh, Ngài nói pháp, tất cả các chúng sinh phải nương theo cách dụng thực mà an trụ. Đấy là chính giác chính ngữ. Các tiên ngoại đạo cười bảo, đứa bé và cả người ngu đều biết, sao lại nói là chính giác chính ngữ? Phật hỏi lại, các ông biết dụng thực có bao nhiêu loại không? Các ngoại đạo lặng im không đáp. Nhân đó Phật nói về bốn cách dụng thực an trụ. Kinh văn: A Nan, nhất thiết chúng sanh thực cam cố sanh, thực độc cố tử, thị chư chúng sanh cầu Tam Ma Đà, đường đạo thế gian, ngũ trùng tần thái. Việt dịch: A Nan, tất cả chúng sinh dùng thức ăn lành thì sống, ăn thức ăn độc thì chết. Vậy các chúng sinh cầu Tam Ma Đà nên dứt bỏ năm loại rau cay trong thế gian. Giảng giải: bài văn này luận về giai đoạn thứ nhất, loại trừ đi trọng nhân, tức cá nhân giúp đỡ, năm món cay nồng làm tăng thêm nghiệp xấu, vậy nên bước đầu phải loại bỏ điều này. A Nan, tất cả chúng sinh dùng thức ăn lành thì sống, ăn thức ăn độc thì chết. Tất cả chúng sinh bao hàm 12 chủng loại. Thức ăn lành, nguyên văn cam lồ, chỉ thực phẩm, thức ăn không độc hại, có nhiều dinh dưỡng. Thức độc ở đây không phải là độc dược làm chết người, mà là chỉ năm loại rau cay, loại thực phẩm không có lợi cho sức khỏe, làm giảm đi tuổi thọ, chứ không phải ăn vào là chết ngay. Vậy các chúng sinh cầu Tam Ma Đà nên dứt bỏ năm loại rau cay trong thế gian. Giai đoạn đầu tiên là dứt trừ trợ nhân, không dùng năm loại cay nồng, tỏi, hành, hẹ, kiệu, nén, hừng cừ. Kinh văn: thị ngũ trùng tân, thục thực phát dâm, sanh đạm tăng khỏe. Việt dịch: năm loại rau cay này ăn chín thì phát lòng dâm, ăn sống thì tăng thêm lòng giận. Giảng giải: năm loại rau cay này ăn chín thì phát lòng dâm, ăn thịt cũng bị tác động như vậy. Đấy là lý do tại sao người tu hành không nên ăn thịt. Năm món cay kích thích làm khởi lòng ham muốn, đặc biệt ở đây là chỉ sự ham muốn dâm dục khoái lạc, ăn sống thì tăng thêm lòng giận. Cách ăn như thế làm cho con người ngốc nghếch hơn, lý trí và tính cách bị mất đi. Một khi không còn sáng suốt thì không sao phân biệt được phải trái. Các sự việc bất ngờ xảy ra, họ không nhận rõ sự thực, các vấn đề trở thành chướng ngại không giải quyết được, và cách duy nhất là tức giận. Ăn thịt cũng bị tác động, dễ sinh lòng giận dữ. Dùng càng nhiều năm loại rau cay, tính khí nóng giận càng tăng trưởng mạnh. Kinh văn: như thị thế giới thực tân trì nhân, túng năng tuyên thuyết thập nhị bộ kinh, thập phương thiên tiên hiểm kỳ xú quế, hàm giai viễn ly, chư ngạ quỷ đẳng nhân bỉ ẩm thực, đề kỳ thần vẫn thường giữ quỷ trụ, phước đức nhật tiêu trường vô lợi ích. Việt dịch: như vậy trong thế giới, những người ăn rau cay đó dù rằng nói được 12 bộ kinh, thiên tiên mười phương hiểm vì nó hôi nhớp nên đều tránh xa. Các loài ngạ quỷ nhân lúc người kia ăn rau cay xong bèn liếm môi mép người đó, người ấy thường ở với quỷ một chỗ, phúc đức ngày càng giảm, hằng không được lợi ích. Giảng giải: như vậy trong thế giới, những người ăn rau cay đó dù rằng nói được 12 bộ kinh, thiên tiên mười phương hiềm vì nó hôi nhớp nên đều tránh xa. Đây là nói về những người ăn rau cay hoặc uống rượu ăn thịt. Nói khác đi, chư thiên thánh sẽ không hộ vệ người ăn uống như vậy. Thân thể họ sẽ bốc mùi các thức ăn thịt bò, hành, tỏi, nách tiết ra mùi hôi, khiến không ai dám đến gần họ. Có một số người giảng nói được 12 bộ kinh như một bậc đại trí tuệ, nhưng nếu họ dùng thức ăn không trong sạch thì lắng nghe họ chỉ có bọn quỷ, còn thần thánh thì không nghe. Quỷ đói và rất nhiều loại sinh vật cũng không dùng các thức ăn như thế. Các loài ngạ quỷ nhân lúc người ta ăn rau cay xong,
tức 5 loại rau cày, bèn liếm môi mép người đó. Sau khi người đó ăn xong các thức ăn nặng mùi, mùi vị tăng nồng ấy kích thích các quỷ tiến tới, bọn chúng sẽ ngửi và thưởng thức 5 vị nồng của rau. Quỷ ăn bằng cách xúc chạm, như chúng ta đã học qua, chúng sẽ trụm lại quanh người dùng thức ăn bất tịnh và dùng tay sờ soạng vào người ấy. Quý vị không nhìn thấy nhưng thực sự là chúng hành động như vậy. Người ấy thường ở với quỷ một chỗ, phúc đức ngày càng giảm, hàng không được lợi ích. Rất rõ ràng và đơn giản, đoạn này ác định người ăn 5 loại rau cay cuối cùng cũng hợp chung với quỷ. Quỷ thường xuyên bám theo, mặc dù mọi người không để ý tới sự thực ấy, phúc và đức cũng vì vậy mà giảm đi nhiều. Kinh văn: Thị thực tân nhân tu tam ma địa, Bồ Tát thiên tiên thập phương thiện thần, bất lai thủ hộ, đại lực ma vương đắc kỳ phương tiện, hiện tác Phật thân, lai vì thuyết pháp, phi hủy cấm giới, đáng dâm nộ si. Việt dịch: Người ăn rau cay đó tu pháp tam ma đề, Bồ Tát thiên tiên, mười phương thiện thần chẳng đến giữ gìn, ủng hộ, đại lực ma vương được phương tiện đó hiện làm thân Phật, đến thuyết pháp cho người ấy chê phá giới cấm, ngợi khen dâm dục, nóng giận, si mê. Giảng giải: Người ăn rau cay đó tu pháp tam ma đề, Bồ Tát thiên tiên, mười phương thiện thần chẳng đến giữ gìn, ủng hộ. Đoạn này ám chỉ người nào? Đấy là những người dùng 5 loại rau cay, người đó có thể là quý vị, là tôi. Tại sao hộ pháp và thiện thần lại không bảo vệ những người như thế? Đấy là vì họ nặng mùi, có mùi hôi nồng khó chịu. Các hộ pháp ưa thích trong sạch, họ tránh xú uế nên không đến hộ vệ những người như thế. Tuy nhiên căn bản các thần hộ pháp là chú ý sự tu tập. Nơi các vị ấy trú ngụ thì không có ma quỷ, nơi không có hộ pháp thì ma quỷ được nhiều thuận lợi. Hộ pháp và thiện thần đích thực là những người bảo vệ và gia hộ người tu hành, nhưng trong trường hợp này họ không đến giúp. Đại lực ma vương được phương tiện đó hiện làm thân Phật, đến thuyết pháp cho người ấy. Khi ấy không có hộ pháp, đại lực ma vương sẽ hiện đến nhóm họp cùng người ấy. Đại lực của ma vương như thế nào? Đó là họ có thể hiện ra thân Phật. Tôi có lời khuyên, nếu sau này quý vị đạt được Phật nhãn, quý vị sẽ thấy Phật hoặc Bồ Tát hoặc thiện thần hiện đến. Nếu các vị đó là thật, thì ánh sáng của họ rất đỗi thanh tịnh và mát lạnh. Khi ánh sáng ấy chạm vào người, quý vị sẽ cảm thấy rất đỗi thư thái dễ chịu mà không sao biết được. Đấy là bậc thánh chân thật. Còn như với quỷ, chúng chỉ tỏa ra sức nóng. Tuy nhiên phải cần có trí tuệ mới phân biệt được sự khác biệt ấy. Dĩ nhiên sức nóng ấy không phải nóng như lửa, mà đấy là hơi nóng của ánh sáng quỷ, trong khi ánh sáng Phật không như vậy. Một cách phân biệt nữa là lời pháp của Phật và quỷ. Đại lực ma vương sẽ hiện đến chê phá giới cấm, ngợi khen dâm dục, nóng giận, si mê. Chúng sẽ nói: Đừng giữ giới, đó chỉ là hạnh của tiểu thừa. Những giới cấm của đại thừa như sát sinh, trộm cắp, tà dâm chẳng là gì cả. Nếu các người sát sinh cũng chẳng phá giới gì, cả trộm cắp tà dâm cũng vậy. Đừng vướng mắc vào điều nhỏ nhặt ấy, đừng phân biệt chi tốt xấu, phá giới không hại gì. Khi chưa thọ giới, quý vị có làm điều gì cũng không kể là phạm giới. Nhưng một khi đã thọ giới, chẳng hạn giới cấm sát sinh, nếu chúng ta có hành động sát sinh, tất nhiên là phạm giới rồi. Tại sao? Vì quý vị biết rõ hành động đó là sai lầm, nhưng vẫn phạm phải. Nếu biết giới cấm trộm cắp nhưng lại đi trộm cắp, vậy là phá giới. Quý vị có tà dâm trước khi thọ giới cũng không xem là phá giới. Đấy là hành động thái quá. Nhưng khi quý vị hướng đời mình vào đường tu thì hành động đó là phạm giới. Hành động nói dối cũng vậy. Nhìn chung tất cả những gì quý vị biết, nếu quý vị biết thì đó là biết, và nếu không biết thì đó là không biết. Quý vị không thể nói không biết khi mình biết, hoặc nói biết điều mình không biết. Quý vị không thể nói quanh co này nọ, cái tâm thẳng thắn chính là đạo tràng vậy. Có vài người sẽ nghĩ, vâng, vậy nếu tôi không làm gì sai trái thì tôi không phạm giới, đúng chứ? Nhưng giờ đây quý vị đã biết đó là điều nên làm. Nếu như không thọ giới thì việc tu học của quý vị sẽ không thể tăng tiến được, cho dù có học Phật đạo cả đời cũng vậy. Do đó, biết thọ giới là điều tốt, chúng ta nên thọ giới và giữ giới thật cẩn thận. Đối với ma vương, bọn chúng chỉ ra sức vu khống và phá hoại giới cấm, ngăn trở quý vị thọ giới, chúng tán dương sự dâm dục.
đó là đại sự, chúng nói càng dâm các người sẽ có được phẩm tính cao quý của hàng Bồ Tát. Chẳng hạn như Osu Nam mà mỗi ngày phải có từ 200 đến 300 phụ nữ, nhưng sau đó tu tập cũng trở thành hòa đầu kim cang. Vậy là thế nào? Thực ra ngay khi Ma Phương lên tiếng khen ngợi sự dâm, thì quý vị biết đó không phải là Phật chân chính rồi. Sự giả dối lừa phỉnh có nghĩa là si và hành động điên đảo, phần trước chúng ta đã bàn qua. Nhân trong thế giới có ngũ độ luân hồi, điên đảo về si nên hòa hợp với ngoan, thành ra 84.000 lạn tưởng khổ cảo. Và các chủng vô tưởng ấy hóa làm đất, cây, vàng, đá. Dĩ nhiên không phải chúng vô tưởng nào cũng hóa ra như vậy. Điều đó chỉ thỉnh thoảng xảy ra trong thời kỳ giai đoạn nào đó. Ở đây Ma Phương khen ngợi sự hư giả dối trá. Chúng cho rằng ngu si là điều tốt, có như vậy chúng mới dễ dàng sai khiến. Khi quý vị tin tưởng chúng, tất sẽ trở thành quyến thuộc của bọn ma quỷ ấy. Gần đây ở Ấn Độ xuất hiện cuốn sách đề cao pháp tu mật trong quan hệ nam nữ. Đây là sách của quỷ viết ra. Bọn chúng tán dương sự hành dâm và không muốn con người từ bỏ điều ấy. Chúng bảo hành dâm sẽ được thành Phật. Thế nhưng Phật là thanh tịnh, là trong sạch, không tạp nhiễm những hỗn loạn nhơ bợn. Trong ngôn ngữ Trung Quốc, chữ hôn trong kết hôn hôn nhân gồm chữ nữ ghép với chữ hôn, có nghĩa là hỗn loạn hồn ám. Như vậy từ kết hôn cũng đã hàm ý sự đánh mất trí tuệ. Đời sống con người như tiêu phí trong đêm, trong bóng tối và bất tịnh. Điều đó cũng như ngủ ngày, khi ngủ thì hầu như quên hết mọi sự. Đấy là si và mê, là từ kết hôn trong tiếng Trung có ý nghĩa biểu tượng như vậy. Tuy nhiên khi tôi nói về hôn nhân, không phải mọi trường hợp đều như vậy. Quý vị phải nhìn vấn đề linh động hơn, không thể cứ chết cứng theo quan điểm của mình. Mặc dù tôi nói hôn nhân là sự phức tạp rối rắm, thì quý vị phải cố gắng hiểu rõ sự phiền tạp ấy. Quý vị có thể dẫn vào mọi sự phiền tạp, nhưng đừng để bị quay cuồng trong mớ hỗn độn ấy. Đức Thích Ca Mâu Ni kết hôn nhưng Ngài vẫn sáng suốt hơn người. Khi quý vị nghe nói người ăn 5 loại rau cay sẽ có quỷ đến hôn lên môi miệng người đó, quý vị có cảnh giác. Nếu không sợ hãi, các vị sẽ thấy điều đó chẳng là gì cả, còn như xem đấy là lời nhắc nhở cảnh tỉnh. Hãy dừng ăn 5 loại rau ấy, nếu không dùng thiện thần sẽ gia hộ quý vị, còn bọn quỷ thần sẽ đánh xa. Nếu quý vị kết hôn và luôn cảnh giác, luôn thức tỉnh, quý vị sẽ không xa vào những mê mờ hỗn loạn và phức tạp. Quý vị cũng đừng hiểu lầm rằng tôi phản đối sự kết hôn của mọi người, không phải vậy. Ở đây tôi chỉ nói qua vài điểm cơ bản trong vấn đề hôn nhân thôi. Kinh văn: Mạng trùng tự vi, mà vương quyến thuộc, thọ mà phước tận, đoạn vô gián ngục. Việt dịch: đến khi mệnh trùng tự người ấy là quyến thuộc của ma vương, khi hưởng thụ phúc ma đã hết thì đọa địa ngục vô gián. Giảng giải: đến khi mệnh trùng tự người ấy là quyến thuộc của ma vương, đây là nói đến người ăn 5 loại rau cay, bởi vì ăn như thế các thiện thần Bồ Tát sẽ không ủng hộ họ. Do đó các ma vương có đại lực sẽ tiến đến bên họ. Ma vương biến làm thân Phật và nói pháp của quỷ, ngợi khen dâm dục, tức giận và ngu si. Sự hỗn loạn của quỷ làm con người đánh mất đi trí tuệ chân chính, thay vào đó là tà kiến, tà đạo. Ma vương bảo dâm là điều tốt, hãy tin như vậy, Phật đã nói với tôi như thế. Ngài bảo chẳng hề gì đâu, cái đó gọi là cướp con của người khác. Đấy là nhận ma vương ra Đức Phật. Vậy nên khi mệnh trung họ sẽ trở thành quyến thuộc của ma vương. Khi phúc báo thế gian đã hết, họ chết đi và ngoãn ngoãn theo bọn ma, thì hưởng thụ phúc ma đã hết thì đọa địa ngục vô gián. Quỷ ma cũng có cái phúc riêng của chúng. Có người tu niệm danh hiệu Phật A-di-đà, nhưng người này đặc biệt rất ham thích vàng bạc. Anh ta tụng danh hiệu Phật chỉ vì nghe nơi tịnh độ đất toàn bằng vàng, y hình dung khi được ở nơi đó mình sẽ có vô số vàng. Ngày nọ, anh ta thấy Phật A-di-đà đến bảo: hôm nay người vãng sinh cực lạc, hãy lấy vàng bạc của người đi. Anh ta bèn đến tòa sen của Di Đà gom lấy 400 đến 500 thỏi vàng, nhưng vừa mang đến tòa sen của mình thì tất cả đều biến mất. Ồ, người đó nghĩ, thì ra Phật Di Đà cũng ham tiền, ông ấy lấy hết vàng của mình rồi. Trong khi đó những người đến nhà người ấy phiến tang,
có một con lừa mới sinh ra đã chết. Mọi người thấy bụng con lừa căng cứng và nặng, khi mổ ra xem thì lạ chưa, vàng bạc từ bụng con lừa đổ ra. Đến lúc ấy mới biết rõ người kia tu lòng tham nặng thế nào, và anh ta cũng đã quyết không rời Đức Di Đà. Khi chết đi anh ta biến thành con lừa nhỏ. Hẳn nhiên anh ta biết hình ảnh Di Đà hiện đến kia không phải là thật. Nhiều chuyện lạ như thế, vậy Phật Di Đà có thật không? Hẳn nhiên là có thật rồi, nhưng vì tri kiến con người lệch lạc nên không biết, không phân biệt được đâu là thực, đâu là giả. Trong trường hợp đó, chúng ta phải làm thế nào? Phải hết sức cẩn thận, đừng tham lam. Bất cứ ai có tư tưởng vãng sinh cực lạc để có được vàng sẽ chẳng được gì hết. Mặc dù đất tịnh độ toàn vàng ròng, quý vị cũng chẳng sở hữu cho riêng mình được tí gì. Tu hành là buông bỏ mọi ý tưởng sở hữu. Đoạn kinh văn này nói về người ăn năm loại rau cay, tri kiến lệch lạc xa vào tà kiến. Đầu tiên họ trở thành quyến thuộc của ma vương, sau đó thì đi vào địa ngục. Đoạn lại đi đâu nữa không ai biết được. Kinh văn: A Nan, tu Bồ Đề giả vĩnh đoạn ngũ tân thị tắc danh vi đệ nhất tăng tiến tu hành tiệm thứ. Việt dịch: A Nan, người tu đạo Bồ Đề phải đoạn hẳn năm loại rau cay, đấy gọi là tiệm thứ tu hành tăng tiến thứ nhất. Giảng giải: A Nan, ông nghe đấy chứ, người tu đạo Bồ Đề, bất cứ người nào theo đạo Bồ Đề phải đoạn hẳn năm loại rau cay. Quý vị phải quyết định dứt khoát không dùng tỏi, hành, hẹ, kiệu, nén. Nếu cứ ăn các thứ ấy, cuối cùng quý vị cũng sẽ họp cùng ma vương, còn tránh đi tất sẽ thành tùy tùng của Phật. Đấy gọi là tiệm thứ tu hành tăng tiến thứ nhất. Bước tiến thứ nhất là tu hành đạo pháp. Trong tu tập phải dứt bỏ mọi căn nhân sinh ra nghiệp ác. Năm loại rau cay là trợ lực của các ma vương, quý vị đừng coi thường. Ngũ tân sẽ khiến quý vị mê mờ và hỗn loạn, nó làm chúng ta thành bất tịnh. Sự bất tịnh đó càng làm ma vương thêm thích thú. Kinh văn: Vân hà chánh tánh, A Nan, như thị chúng sanh nhập tam ma địa, yếu tiên nghiêm trì thanh tịnh giới luật. Việt dịch: Thế nào là chánh tính? A Nan, chúng sinh như vậy vào tam ma địa chủ yếu trước hết là nghiêm trì giữ giới thanh tịnh. Giảng giải: Giai đoạn tiệm thứ đầu tiên là chưa dứt trợ nhân, chẳng hạn như thích ăn thịt. Giai đoạn thứ hai, liên hệ tính chất của nghiệp chướng. Thế nào là chánh tính? A Nan, chúng sinh như vậy vào tam ma địa chủ yếu trước hết là nghiệp chỉnh giữ giới thành tịnh. Tính chất của nghiệp chướng tức là tác động chỉ giới, chủ yếu là chỉ sự xác định từ chính mình, và thọ giới là điều cần thiết để tu hành. Bất cứ điều gì quý vị đã làm trước khi thọ giới đều không kể là phạm giới. Vì quý vị không biết, không biết thì không phải là phạm giới. Nhưng một khi mình đã thọ giới rồi thì dứt khoát không bao giờ sai phạm. Trước khi nghe về giới cấm, quý vị có thể thích thú hành động những gì mình ưa thích, cho dù không đúng luật. Nhưng khi đã học tập và thọ giới thì chúng ta không nên phạm phải những sai lầm như trước đó. Kinh văn: Vĩnh đoạn dâm tâm, bất san tiểu nhục, dĩ hỏa tịnh thực, vô đạm sanh khí. A Nan, thị tu hành nhân, nhược bất đoạn dâm, cập giữ sát sanh, xuất tam giới giả, vô hữu thị xứ. Việt dịch: Đoạn hẳn lòng dâm, chẳng dùng rượu thịt, chỉ ăn thức ăn trong sạch nấu chín, không ăn đồ sống. A Nan, người tu hành đó nếu không đoạn dâm dục và sát sinh mà ra khỏi được ba cõi thì không thể nào có lẽ như vậy. Giảng giải: Đoạn hẳn lòng dâm. Dâm là yêu thích và ham muốn, nó xuất phát từ vô minh. Lòng yêu thương không bắt nguồn từ vô minh, là loại tình cảm như của người chồng, người vợ hoặc trẻ con. Đấy là tình cảm xuất phát từ lòng mong muốn người khác được vui vẻ, hoàn toàn không có tính ích kỷ. Họ phải chẳng dùng rượu thịt, họ chỉ dùng các thức chay trong sạch. Cái hại của rượu thịt là gì? Rượu và các chất cồn thường làm tâm tính hỗn loạn. Khi dùng chất cồn, quý vị sẽ không tập trung tinh thần được, nhất là khi chúng ta ưa thích thức uống này. Trước đây tôi có kể qua câu chuyện một người dùng chất say mà phạm các giới. Một người nếu không uống rượu, tâm trí anh ta sẽ không hỗn loạn, không có những hành động điên đảo. Một lý do khác nữa là mùi rượu cồn có tính hấp dẫn người, quỷ,
Nhưng các Bồ Tát thiện thần đều đánh xa, họ không thích mùi hăng nồng như thế. Bồ Tát và các A-la-hán xem mùi rượu cũng như chúng ta đối với mùi nước tiểu vậy. Đối với họ đó là mùi hôi hãm rất khó chịu. Con người không thích gần gũi nhà vệ sinh hầm phân cống rãnh, thế nhưng họ lại dành nhiều thời gian thưởng thức các món ăn rất hôi hám khó chịu. Hơn nữa rượu và thịt rất kích dục. Người tu hành chắc chắn sẽ lánh xa các thức ăn uống ấy. Họ chỉ ăn thức ăn trong sạch nấu chín, không ăn đồ sống. Các thức ăn phải được nấu chín, ngay cả rau cải cũng phải vậy, vì ăn rau sống dễ sinh lòng nóng giận. A Nan, người tu hành đó nếu không đoạn dâm dục và sát sinh mà ra khỏi được ba cõi thì không thể nào có lẽ như vậy. Dâm dục ở đây là tà dâm, là tư tưởng bất chính đối với người học Phật. Kinh văn: thường quán dâm dục do như độc xà, như kiến oán tặc, tiên trì thanh văn, tứ khí bát khí, chấp thân bất động, hậu hành Bồ Tát, thanh tịnh luật nghi, chấp tâm bất khởi. Kinh văn: nếu xem sự dâm dục như là rắn độc, như thấy giặc thù, trước hết phải giữ tứ khí bát khí của giới luật thanh văn, nắm giữ thân không đẻ lay động. Sau đó hành trì luật nghi thanh tịnh Bồ Tát, nắm giữ tâm không vọng khởi. Giảng giải: nếu xem sự dâm dục như là rắn độc, như thấy giặc thù, hết sức chú ý điều này. Sự dâm dục như loài rắn độc, nếu để nó cắn tất sẽ mất mạng. Hãy xem dâm dục là điều rất nguy hại, không thể coi thường được. Ngay cả ý nghĩ về dâm cũng không được động khởi. Tại sao? Bởi vì trí tưởng tượng có sức mạnh như hổ sói vậy, để thân cận với loài thú ấy. Nếu không muốn mất mạng, hoặc hãy xem những ý nghĩ ấy như giặc lạ, như tên trộm nguy hại đến tính mạng. Trước hết phải giữ tứ khí bát khí của giới luật thanh văn, nắm giữ thân không để lay động. Quý vị phải giữ giới thanh văn, tránh sát sanh trộm cướp, tà dâm, nói dối. Cả tỳ kheo và tỳ kheo ni cũng vậy, nhưng ở tỳ kheo ni còn thêm bốn giới xúc nhập phú tùy, để nắm giữ thân không lay động. Giữ nghiêm các giới như vậy để tránh tạo thêm nghiệp. Sau đó hành trì luật nghi thanh tịnh Bồ Tát, nắm giữ tâm không vọng khởi. Kế đến, quý vị tu học giới luật Bồ Tát, thọ trì 10 trọng giới và 48 khinh giới, giữ giới cho được thanh tịnh, để tâm không khởi vọng tưởng. Đấy là đạo pháp quý vị phải tu tập thành tựu. Kinh văn: cấm giới thành tựu tắc ư thế gian, vĩnh vô tương sanh, tương sát trì nghiệp, dù kiếp bất hạnh, vô tướng phụ lụy, diệt ư thế gian, bất hoàn túc trái, việt dịch. Cấm giới đã thành tựu thì ở trong thế gian hẳn không còn những nghiệp sinh nhau, giết nhau. Đã không làm việc trộm cướp thì không còn phải nợ nhau, và cũng không phải trả nợ kiếp trước trong thế gian. Giảng giải: cấm giới đã thành tựu. Cấm bao hàm sự giữ gìn bảo vệ, giới là ngăn chặn những sự sai trái. Giới chia làm bốn phương diện: một, chấp trì; hai, gìn giữ; ba, buông bỏ; bốn, vi phạm. Có khi phải buông xả để tránh không bị phạm giới, cho dù không muốn cũng không được. Giữ gìn bao hàm sự ngăn cấm. Người được tôn trọng là vì họ giữ gìn giới hạnh. Chẳng hạn như không dùng chất say để tránh phạm giới, chấp trì là nghiêm giữ giới đã chấp thọ, vi phạm là phá giới. Có câu chuyện liên quan về giới như sau. Khi Đức Thích Ca Mâu Ni còn tại thế gian, có hai vị tỳ kheo tu hành trong núi. Ngày nọ, một trong hai tỳ kheo đi xuống núi vào làm khất thực, còn vị tỳ kheo kia đi nơi khác để ngủ. Thời bấy giờ tại Ấn Độ, các tỳ kheo rất đơn giản, họ chỉ khoác áo vào mình tấm choàng, không mặc y phục bên trong. Vị tỳ kheo này tháo tấm choàng ra và ngủ trong tư thế trần truồng. Có thể ông ta lười hoặc nghĩ trốn núi rừng sẽ không ai nhìn thấy, bèn quyết định chợp mắt một lúc. Vừa lúc một người đàn bà đi ngang qua thấy ông Tăng đang ngủ, bà ta vội đánh thức và nhắc nhở ông Tăng, đoạn vội vã bỏ chạy. Vị tỳ kheo vào làng đi trở về thấy người đàn bà đang chạy nhanh, ông tìm cách hỏi thăm và biết người đàn bà ấy đã giúp ông Tăng đang ngủ. Ông bèn quyết định đuổi theo để đưa bà ta đến trước Phật trình bày rõ sự việc. Khi ông theo sau, người đàn bà kia vội vã đã vấp phải mỏm đá, ngã xuống núi chết. Như vậy, một người phạm phải giới dâm, còn người kia phạm tội sát sinh.
Mặc dù ông Tăng không xô đẩy người kia, nhưng nếu ông ta không đuổi theo thì bà ấy đâu có ngã chết như thế. Hai vị tỳ kheo trở về với Phật thưa chuyện phạm giới của mình. Phật bảo họ đến Đại Đức Upali. Đại Đức nghe họ thuật xong, ngài phán một người phạm giới dâm, người kia phạm giới sát sinh. Sự phạm giới ấy không thể khoan thứ được. Ngài bảo sau này cả hai sẽ phải xuống địa ngục đấy. Nghe qua, hai ông Tăng khóc nức nở và họ đi khắp nơi để tìm người cứu giúp. Cả hai tìm gặp cư sĩ Duy Ma Cật. Cư sĩ hỏi tại sao khóc. Khi nghe hai người thuật lại mọi chuyện, cư sĩ tuyên bố họ không phạm giới. Nếu các ông sám hối, cư sĩ nói tôi xác định là các ông không phạm giới. Tại sao lại thế? Hai tỳ kheo hỏi. Tánh của tội vốn không, cư sĩ nói. Ông không có ý phá giới, vậy không phải là phạm giới. Đấy là sự loại trừ đặc biệt. Nghe lời giải thích, cả hai tức thì tỏ ngộ và chứng ngay quả vị. Sau đó họ cùng trở thành A-la-hán. Có nhiều cách giải thích về giới luật, nhưng nếu như người tu chỉ chăm chú vào trường hợp loại trừ thì họ sẽ không nhiệt tình giữ giới, và như thế thì vấn đề xem như đã xác định. Chính vì vậy nên Đức Phật không nói nhiều về điều này. Khi có người giữ giới thì ở trong thế gian hẳn không còn những nghiệp sinh nhau giết nhau. Một người được sinh ra và bị giết chết, người đó lại tái sinh để giết lại người đã sát hại mình. Nhưng này thì cái nghiệp sinh sát luân lưu đã dừng lại, đã không làm việc trộm cướp thì không còn phải nợ nhau và cũng không phải trả nợ kiếp trước trong thế gian. Việc trộm cắp không còn khi chẳng còn ai lấy trộm. Tôi không lấy gì của ông cũng chẳng lấy gì của tôi. Tôi không ăn thịt ông cũng chẳng ăn thịt tôi. Tôi không nợ ông chẳng nợ tôi. Như vậy mọi người chúng ta sẽ chẳng phải trả lại nhau điều gì. Quý vị không còn ăn thịt, tôi sẽ không phải trả nợ trong quá khứ mà quý vị từng cắt đứt các quan hệ thân thuộc với loài thú. Nếu không ăn thịt chúng thì cũng chẳng có liên hệ gì. Kinh văn: Thị thành tịnh nhân tu tạng bà địa, phụ mẫu nhục thân, bất tu thiện nhãn, tự nhiên quán kiến thập phương thế giới, đổ Phật bằng pháp, thần phụng thánh chỉ, đắc đại thần thông, du thập phương giới, túc mạng thành tịnh, đắc vùng nạn hiểm. Biệt dịch: Người thành tịnh ấy tu pháp tạng bà địa, chính nơi nhục thân cha mẹ sinh ra, không cần thiên nhãn, tự nhiên thấy được mười phương thế giới, thấy Phật nghe pháp, tự mình vâng lĩnh thánh chỉ, được pháp đại thần thông, đi khắp mười phương thế giới, túc mạng được thành tịnh, không còn những điều khó khăn nguy hiểm. Giảng giải: Người thành tịnh ấy, người không dùng năm loại rau cay, không uống rượu ăn thịt, và kiên quyết giữ nghiêm 4 hoặc 8 giới, 3 là gì? Nếu như người đó tu pháp tạng bà địa, chính nơi nhục thân cha mẹ sinh ra, không cần thiền nhãn, tự nhiên thấy hít được mười phương thế giới. Họ không cần phải có năng lực của thiên nhãn để quan sát quanh người, họ vẫn thấy Phật nghe pháp, tự mình vâng lĩnh thánh chỉ, được thân cận Phật và nghe pháp, được Phật chỉ giáo, được pháp đại thần thông, đi khắp mười phương thế giới, túc mạng được thanh tịnh, không còn những điều khó khăn nguy hiểm. Thần lực của họ có khả năng đi xuyên suốt mười phương, họ biết được các đời sống trong quá khứ, từ nhục thân mà thành tựu được nhiều điều, dù không có thiên nhãn nhưng chẳng khác gì đã có. Cả thiên nhĩ cũng vậy, những người tu ấy không còn gặp phải trở ngại hoặc hung hiểm nào. Kinh văn: Thị tắc danh vi đệ nhị tăng tiến tu hành tiệm thứ. Việt dịch: Đấy gọi là tiệm thứ tu hành tăng tiến thứ hai. Giảng giải: Điều quan trọng và cần thiết chúng ta bàn đến là dừng dứt nghiệp. Chúng ta phải thay đổi nghiệp, trước nay chúng ta phạm nhiều sai lầm, nay phải tích cực hành động để sửa đổi. Phải giữ gìn giới luật, chính sự giữ giới, đấy gọi là tiệm thứ tu hành tăng tiến thứ hai. Kinh văn: Vân hà hiện nghiệp, A Nan, như thị thành tịnh, trì cấm giới, nhân tâm vô tham dâm, ư ngoại lục trần, bất đa lưu giật. Việt dịch: Thế nào là hiện nghiệp? A Nan, người giữ gìn giới cấm thanh tịnh như vậy, tâm không tham dâm, không rong ruổi theo sóng trần ở ngoài. Giảng giải: Đầu tiên chúng ta nói về trợ nhân tạo nghiệp, kế đến nói về sự thay đổi nghiệp thức, trong phần này sẽ trở lại hiện nghiệp. Thế nào là hiện nghiệp? Đấy là nghiệp tạo ngay trong đời sống này, chúng ta phải ngăn chặn lại điều ấy, không tạo thêm nghiệp mới. À nàng, người giữ gìn giới cấm thanh tịnh như vậy, tâm không tham dâm. Giai đoạn này mọi người chúng ta phải trong sạch, giữ gìn giới hạnh, không tham lam và say mê tham dục, không rong ruổi theo sáu trần ở ngoài,
không còn đuổi theo sáu trần sát thanh hương vị giúp và pháp. Mọi người phải trở lại nhà với ánh sáng của chính mình. Kinh văn: nhân bất lưu giật, lứa nguyên tự quỷ, trần ký bất duyên, căn vô sở ngẫu, phản lưu toàn nhất, lục dụng bất hành, diệt dịch. Nhân chẳng xong xuôi tự quay về tính bản nguyên, trần đã không duyên thì căn không ngẫu hợp với đâu nữa, trở ngược về chỗ toàn nhất, sáu cái dụng chẳng còn hiện hành. Giảng giải: nhân chẳng xong xuôi tự quay về tính bản nguyên, không còn xong xuôi theo sáu cảnh lục trần mà quay trở về với tự tính, quay trở lại tự tính và ánh sáng nội tại, trở về với nhĩ căn để lắng nghe tự tính. Đấy là sự dẫn nhập trọn vẹn vào nhĩ căn. Trần đã không duyên thì căn không ngẫu hợp với đâu nữa, chấm dứt mọi liên hệ với cảnh trần, và căn cũng không còn đeo đuổi ngẫu hợp với điều gì mà trở ngược về tu tập với nhĩ căn. Và đấy là chỗ toàn nhất, cả sáu quan năng cùng thâm nhập và cùng có tác dụng, sáu cái dụng chẳng còn hiện hành, cả sáu quan năng không còn hiện hành để rong ruổi theo sáu trần bên ngoài. Kinh văn: thập phương quốc độ hạo nhiên thanh tịnh, thí như lưu ly nội huyền minh nguyệt. Việt dịch: cõi nước mười phương sáng trong thanh tịnh, thí như ngọc lưu ly có mặt trăng sáng trong treo, sáng treo trong ấy. Giảng giải: lúc bấy giờ cõi nước mười phương sáng trong thanh tịnh ví như ngọc lưu ly có mặt trăng sáng treo trong ấy. Nói khác đi, tất cả đều trong sáng thanh tịnh và nhìn thấy được. Kinh văn: thân tâm khoái nhiên diệu viên bình đẳng, hoạch đại an ổn. Việt dịch: thân tâm khoan khoái tịnh diệu viên bình đẳng, được đại an ổn. Giảng giải: khi ánh trăng tròn sáng như ngọc lưu ly thì nó hoàn toàn sáng rỡ và trong suốt, mọi người đều thấy được. Đoạn này diễn tả người tu đã đạt đến giai đoạn cả thân và tâm đều thanh tịnh, vậy nên thân tâm khoan khoái tịnh diệu viên bình đẳng, được đại an ổn. Đấy là cảm giác an lạc tự tại và hiển nhiên là như thế. Kinh văn: nhất thiết Như Lai bật viên tịnh diệu ra hiện kỳ trung. Việt dịch: tất cả bật viên tịnh diệu các đức Như Lai đều hiện trong đó. Giảng giải: tất cả mật viên tịnh diệu các đức Như Lai, đức pháp tánh thanh tịnh của Phật, tất cả đều hiện trong đó. Mọi người tu hành đúng pháp đều cảm nhận được trạng thái đó. Kinh văn: thị nhân tức hoạch vô sành pháp nhẫn, tùng thị tiệm tu tùy giờ phát hành an lập thánh vị. Việt dịch: người ấy liền được vô sinh pháp nhẫn, từ đó lần lượt tu tập tùy cái hạnh phát ra mà an lập thánh vị. Giảng giải: người ấy liền được vô sinh pháp nhẫn. Thế nào là vô sinh pháp nhẫn? Chúng ta không thể thấy pháp nhỏ nhiệm nào hiện khởi, cũng chẳng thể biết pháp nào biến mất. Pháp vốn không sinh cũng không diệt, nhưng thật không dễ gì chứng đạt được điều ấy. Từ đó lần lượt tu tập tùy cái hạnh phát ra mà an lập thánh vị. Khi chứng được vô sinh pháp nhẫn, người tu hành tiếp tục được đến các thánh vị, không gì có thể ngăn trở được. Kinh văn: thị tắc dành vì đệ tam tăng tiến tu hành tiệm thứ. Việt dịch: đấy gọi là tiệm thứ tu hành tăng tiến thứ ba. Giảng giải: đấy gọi là tiệm thứ tu hành tăng tiến thứ ba, đó là cách ngăn chặn sự hiện hữu của nghiệp.